Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tọa đàm nông thôn mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị, khoảng cách về giới trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ vẫn là một vấn đề đáng quan tâm, bởi hiện nay chỉ có khoảng trên dưới 20% chủ đơn đăng ký sáng chế sở hữu trí tuệ là phụ nữ, tức là còn rất nhiều trí tuệ của nữ giới và những ý tưởng sáng tạo của họ chưa được khai thác. Ước tính rằng với tốc độ hiện tại thì sự cân bằng về giới giữa các chủ đơn đăng ký sáng chế sẽ không thể đạt được trước năm 2064. Theo đó, thì tỉnh Đồng Nai hiện đang quan tâm hỗ trợ phong trào phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đăng ký sáng chế, sở hữu trí tuệ, tạo điều kiện và hỗ trợ các nhà đổi mới sáng tạo nữ, khai phá tiềm năng đổi mới sáng tạo của phụ nữ, củng cố các hệ sinh thái sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo, cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Với chủ đề ngày hôm nay đó là phụ nữ khởi nghiệp, sở hữu trí tuệ, chương trình xin được giới thiệu vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay, đó là chị Lê Thị Cẩm Vân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Vifarm, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Xin chào em và xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Vâng, xin được gửi lời chào đến chị Cẩm Vân. Rất là vui vì ngày hôm nay chị đã dành thời gian để tham gia chương trình. Vâng, thưa chị, nói về việc tham gia phong trào phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh giai đoạn 2021-2025, thì riêng đối với khu vực thành phố Biên Hòa thì phải nói đến sản phẩm nhang thảo mộc của chị làm chủ. Chị có thể chia sẻ về cái quá trình khởi nghiệp với cái sản phẩm nhang thảo mộc này ạ, thưa chị? Thật sự mà nói thì cái quá trình khởi nghiệp chắc có lẽ mình lên đây chương trình cũng rất là nhiều lần. Thì mình nghĩ là những cái người đang hay xem, những quý vị đang xem chương trình thì chắc cũng không còn xa lạ so với cái sản phẩm nhang sạch thảo mộc Vân Hương nữa rồi. Thì cái đặc biệt ở đây có nghĩa là sản phẩm về đối với thành phố Biên Hòa thì đối với nhang sạch thảo mộc thì chắc có lẽ là chỉ có nhang sạch thảo mộc Vân Hương. Bởi vì mình nghĩ cái đặc thù ở đây không phải là nó là một cái sản phẩm gì rộng rãi ở ngoài thị trường, mà cái sản phẩm của mình nó cũng thiên về mặt tâm linh á, cho nên là có lẽ là chắc có lẽ là ít có ai chọn để khởi nghiệp. Và mình là một cái người cũng giống như mình thích sản phẩm xanh sạch, nên là mình quyết định mình chọn cái sản phẩm này để mình khởi nghiệp. Vâng ạ, tại sao lại là nhang thảo mộc mà không phải là một sản phẩm khác? Đối với mình nghĩ giống như cái gì nó cũng xuất phát từ cái nhu cầu sử dụng. Ban đầu thì nhà mình cũng hay dùng nhang để thờ cúng trong gia đình. Nhưng mà do cái mùi nhang làm cho mình có cảm giác thấy rất là khó chịu. Và qua tìm hiểu từ những cái phóng sự của đài, rồi báo chí đưa tin, thì những cái loại nhang làm từ mùn cưa ngâm tẩm với những loại hóa chất thì nó sẽ không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là đối với những người mà dùng quá nhiều, hoặc là những người mà có em bé hay là người lớn tuổi thì đặc biệt là họ dùng sẽ không an toàn. Và mình thì lại nghĩ Việt Nam là một nước có khí hậu nhiệt đới gió mùa, cho nên là thực vật nó cũng phát triển rất là phong phú, và đặc biệt Việt Nam chúng ta rất là nhiều dược liệu, cho nên là mình nghĩ tại sao mình không chọn những cái loại dược liệu hay là những loại thảo mộc tốt xung quanh mình để mình làm ra một nén nhang hoàn toàn từ 100% thảo mộc. Nó vừa lành tính cho sức khỏe và cái mùi hương của nó cũng rất là dễ chịu, cho nên là mình quyết định mình chọn cái sản phẩm nhang thảo mộc để mình khởi nghiệp. Vậy chị có thể chia sẻ thêm đó là cái nguyên liệu thảo mộc đó là từ những cái loại thảo mộc nào ạ? Thành phần chính đối với bên nhang của mình đó là gồm có vỏ bưởi nè, lá khuynh diệp, vỏ quế, ngũ trảo, hoa hồi, rồi thêm một cái vài loại thuốc bắc khác nữa để mình làm cho cái mùi nó giống như là tạo ra một cái công thức riêng biệt của cái dòng nhang bên mình. Hoàn toàn là từ 100% thảo mộc, không pha bất kỳ cái chất dẫn cháy hay là chất tạo mùi, tạo màu nào hết. Vâng, như chị vừa chia sẻ thì những cái nguyên liệu đó thì Nhung cảm thấy là nó mang đến một cái mùi hương có thể rất là dễ chịu khi mà chúng ta sử dụng, đúng không ạ? Thưa chị, trong những cái nhóm dòng sản phẩm của phụ nữ Đồng Nai tham gia khởi nghiệp thì nhang thảo mộc vẫn là sản phẩm đặc biệt đến ngày nay. Và ngoài công ty trách nhiệm hữu hạn Vifarm thì chưa có đơn vị nào có thể sản xuất dòng sản phẩm tương tự. Chị nghĩ sao về sự đặc biệt này thưa chị? Đối với trên lãnh thổ Việt Nam thì dòng nhang sáo thảo mộc thì nó không phải là sản phẩm xa lạ đối với nhiều người. Nhưng mà đối với tỉnh Đồng Nai thì theo như mình tìm hiểu được biết thì cũng có rất là nhiều cơ sở sản xuất nhang. Nhưng mà chuyên về cái dòng thảo mộc thì chắc có lẽ là có cơ sở bên mình mà thôi. Mình nghĩ chắc có lẽ là do đặc thù về giá thành sản phẩm. Về giá thành sản phẩm đối với dòng nhang thảo mộc thì nó sẽ cao hơn gấp 2, gấp 3 lần so với dòng nhang thông thường. Và mình nghĩ đối với những cái dòng mà cao như vậy thì khi mà đưa ra ngoài thị trường có lẽ là nó sẽ hơi khó cạnh tranh so với những cái sản phẩm nhang khác. Mình nghĩ thì ví dụ như những người mà sản xuất nhang á, họ cảm thấy là sản phẩm của họ đã bán tốt rồi thì họ không cần phải làm ra một cái dòng mới. Còn như mình thì xuất phát điểm
là một người yêu sản phẩm xanh sạch thì mình muốn làm ra một cái sản phẩm nó tốt cho sức khỏe và tốt cho môi trường. Cho nên là mình cũng nghĩ là có thể là nó hơi khó khăn trong vấn đề đầu ra của sản phẩm, bởi vì cái người mà sử dụng á, người ta còn e ngại trong cái vấn đề mà cân nhắc giữa cái túi tiền của họ. Nhưng mà mình cứ nghĩ là ví dụ như mình sẽ có những cái tệp khách hàng, những người nào mà cũng yêu sản phẩm xanh sạch như mình thì họ cũng sẽ ủng hộ sản phẩm của mình. Cho nên là mình nghĩ cái việc mà đưa đến cái sản phẩm, chỉ có sản phẩm của mình để khởi nghiệp thì chắc có lẽ là do cái vấn đề đó về giá cả và cái đầu ra của sản phẩm. Vâng ạ, vậy thì chính xác là công ty của mình được thành lập năm nào và bước đầu thì có những cái khó khăn gì không thưa chị ạ? Năm 2021 mình thành lập công ty, nhưng mà cái thời điểm đó là mình mở công ty vào lúc tháng 3, thì lúc đó là đang vào tâm điểm của dịch luôn. Thì sau khi dịch thì bắt đầu mình mới mở xưởng. Khi mà mình mở xưởng ra là lúc đó là mình đã đi thi cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp, thì mình may mắn là mình được giải nhất của cuộc thi đó. Sau đó thì mình mới quyết định là mình thuê cái mặt bằng để mình mở xưởng. Còn thời gian đầu thì mình chỉ có một cái máy để mình để ở nhà và mình nghiên cứu sản phẩm thôi. Còn những cái dòng thảo mộc thì mình đem ra tiệm thuốc bắc để mình xay. Mình xay về sau đó mình mới bắt đầu mình bỏ vô máy trộn nhang, rồi mình mới xe ra thành cây nhang. Thì cái thời điểm khó khăn như mình nói á, đối với cái dòng nhang này nó đặc biệt hơi so với nó hơi giá thành nó hơi cao hơn so với những cái sản phẩm nhang thông thường. Thì cái việc mà mình tiếp cận khách hàng để làm sao cho khách hàng tin sản phẩm của mình là 100% thảo mộc và nó lành tính, nó an toàn cho sức khỏe, thì cái vấn đề đó cũng rất là khó. Và cái thời gian đầu khởi nghiệp thì mình nghĩ không riêng vì sản phẩm nhang mà bất kỳ sản phẩm nào cũng vậy, khi bước đầu ra thị trường có nghĩa là cái khó nhất vẫn là tiếp cận khách hàng đó. Vâng ạ, hiện tại thì Vifarm đang phát triển dòng sản phẩm nhang thảo mộc này như thế nào, chị có thể chia sẻ thêm ạ? Hiện tại thì bên mình đang làm hai dòng sản phẩm, đó là dòng sản phẩm nhang que để thờ cúng và cái dòng sản phẩm nhang nụ là để mình có thể xông nhà hoặc là mình dùng thay thế cho nhang đuổi muỗi. Vâng ạ, sau những cái khó khăn bước đầu thì hiện tại sản phẩm của Vifarm đã dần khẳng định được thương hiệu cũng như là uy tín trên thị trường rồi đúng không ạ? Được biết là chị quyết định đăng ký sáng chế sở hữu trí tuệ cho dòng sản phẩm nhang thảo mộc. Vì sao chị lại có quyết định này ạ? Đối với mình nghĩ đối với một cái người khởi nghiệp nào thì cái đứa con tinh thần của họ cũng phải cần được bảo vệ. Thì mình nghĩ cái việc mà làm ra một cái sản phẩm thì mình phải để cho cái sản phẩm đó nó có tên tuổi và có được người công nhận. Thì muốn được nhiều người khác công nhận cái sản phẩm của mình và làm sao nó không bị lẫn lộn với một cái sản phẩm nào khác thì bắt buộc mình phải làm giống như một cái giấy khai sinh cho sản phẩm. Thì đối với con người chúng ta thì phải có giấy khai sinh. Còn sản phẩm thì mình cũng nghĩ là cái sở hữu trí tuệ nó giống như một cái giấy khai sinh cho sản phẩm vậy. Giống như khi là mình nói là dòng sản phẩm nhan sạch thảo mộc Vân Hương, biết đâu mai mốt sẽ có một cái dòng sản phẩm nhan sạch mà người ta lại lấy tên trùng với Vân Hương, thì hai sản phẩm trùng nhau mình nghĩ nó sẽ có một cái sự ví dụ như khách hàng người ta muốn chọn thì nó cũng sẽ khó trong cái vấn đề lựa chọn sản phẩm, và người ta không biết là Vân Hương nào là Vân Hương có nghĩa là cái mùi mà họ cần chọn. Thì mình nghĩ cái việc mà đăng ký cái quyền sở hữu trí tuệ thì nó cũng bảo hộ cho cái thương hiệu của mình và khách hàng họ cũng yên tâm hơn khi họ sử dụng cái sản phẩm của mình. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của chị rất là nhiều. Và tiếp tục chương trình thì mời chị cũng như là quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự sau đây. Bất chấp nhiều thách thức, vẫn có những dấu hiệu cho thấy sự tiến bộ trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, đặc biệt đối với phụ nữ. Tại Đồng Nai, ngày càng có nhiều bước tiến thú vị trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp liên quan đến hành động chung nhằm thu hút nhiều phụ nữ hơn tham gia vào hoạt động thương mại hóa, kết quả đổi mới và sáng tạo. Tỉnh đã triển khai các sáng kiến nhằm hỗ trợ phụ nữ trong hành trình sở hữu trí tuệ. Những sáng kiến này có chung một mục tiêu, đó là tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia vào hệ thống sở hữu trí tuệ bằng cách giảm phí và hỗ trợ pháp lý miễn phí cho việc chuẩn bị và nộp đơn đăng ký sáng chế. Việc tham gia sở hữu trí tuệ sẽ đảm bảo được quyền sáng chế của phụ nữ, từ đó phát triển sản phẩm ổn định, bền vững, cạnh tranh, gia tăng giá trị kinh tế. Hoạt động sở hữu trí tuệ ngày càng được người dân hay cộng đồng doanh nghiệp rất là quan tâm, vì những ý tưởng hay những mô hình hay những tài sản trí tuệ ngày càng phải được khẳng định và bảo vệ thương hiệu. Đó là một công việc mà ở từ trung ương đến địa phương chúng tôi đều luôn luôn để mà thông báo hướng dẫn, cũng như rằng là làm sao để cái việc bảo hộ những tài sản trí tuệ nó trở thành là một cái thói quen, cũng như là một cái ý thức tất nhiên khi mà những người Việt muốn khẳng định mình trên trường quốc tế, kể cả trong thương mại hay là trong những lĩnh vực khác.
Vâng, vừa rồi thì chúng ta đã được theo dõi một phóng sự, và qua quá trình tham gia sở hữu trí tuệ thì chị đánh giá như thế nào về cái giá trị của cái việc đó là sở hữu trí tuệ thưa chị? Năm 2022 thì mình bắt đầu làm hồ sơ để nộp lên về cái Cục Sở hữu trí tuệ. Nhưng mà sau đó tầm khoảng mấy tháng thì cái hồ sơ của mình nó giống như là bị lỗi. Thì bên Cục Sở hữu trí tuệ có gửi văn bản về cho mình để điều chỉnh. Nhưng mà do cái đường bưu cục phát về thì mình lại không nhận được. Cho nên là đến tầm năm 2023 thì bắt đầu mình mới gọi điện qua bên sở hữu trí tuệ để mình hỏi, thì họ mới nói là họ đã có gửi cho mình một cái công văn về cái thủ tục của mình làm bị sai, nhưng mà lúc đó mình chưa nhận được, thì cho nên là thời gian đó mình phải làm một cái thủ tục để mình điều chỉnh. Thì trong cái quá trình sau khi mình điều chỉnh thì bên đó đã thông báo cho mình là cái hồ sơ của mình đã được chấp nhận. Vậy thì cái giá trị khi mà mình nhận được từ cái việc sở hữu trí tuệ là gì thưa chị ạ? Thật sự mà tới nay thì mình vẫn chưa nhận được cái quyết định. Tại vì sau khi mà mình gửi hồ sơ thì khoảng tầm 1.5 năm đến 2 năm thì mình mới nhận được cái bằng đó. Thì mình nghĩ mình thì mình chưa nhận được cái bằng đó, nhưng mà mình nghĩ khi mà mình nhận được cái bằng đó rồi thì mình công nhận cái sản phẩm này nó là một cái sản phẩm riêng của mình rồi. Thì sẽ không có một cái sản phẩm nhan sạch thảo mộc Vân Hương nào khác, nó sẽ bị trùng lập. Và cái việc mà làm cho cái hàng giả, ví dụ như những người mà người ta có ý định để làm hàng giả sản phẩm của mình bán ra ngoài thị trường, thì nó cũng sẽ sản phẩm của mình nó cũng sẽ được đảm bảo hơn, và mình cũng được những cái cơ quan ban ngành họ sẽ cân nhắc hơn trong cái vấn đề mà giới thiệu sản phẩm của mình so với cộng đồng của những sản phẩm bạn bè quốc tế chẳng hạn. Vâng ạ. Theo chị thì trong vấn đề cái tính cạnh tranh trên thị trường, sản phẩm sở hữu trí tuệ được bảo hộ và phát triển như thế nào ạ thưa chị? Cái việc sở hữu trí tuệ được bảo hộ thì mình nghĩ là giống như mình nói, cái sở hữu trí tuệ nó giống như là một cái tờ giấy khai sinh cho sản phẩm vậy. Vâng. Thì nó là một cái văn bản để mà công nhận cái sản phẩm đó là của mình, công thức đó là của mình, nó thuộc về mình và không có ai có thể bắt chước hay là làm tương tự như vậy. Bởi vì cái sự mà làm giả hay là làm hàng nhái tương tự á, nó sẽ gây ra một cái sự hiểu nhầm cho khách hàng, và đôi khi khách hàng có thể là họ chọn một cái sản phẩm không đạt chất lượng, bị kém chất lượng. Thì cái việc mà mình làm ra cái sở hữu trí tuệ thì mình sẽ tránh đi những cái tình trạng đó, thì sẽ giúp cho cái sản phẩm của mình nó được khách hàng người ta sẽ tin tưởng hơn, và người ta sẽ tránh mua cái phải hàng giả và hàng kém chất lượng. Vâng ạ, có thể nói là khi mà sở hữu trí tuệ được rồi thì sẽ giúp cho chủ thể khẳng định được cái thương hiệu cũng như là chỗ đứng trên thị trường, đúng không ạ? Và có thể mở rộng được thị trường. Theo chị thì trong thời gian tới khi mà Vifarm đã được cái sở hữu trí tuệ thì sẽ phát triển như thế nào trong tương lai ạ? Trong tương lai thì mình nghĩ là khi mà mình đã có một cái sở hữu trí tuệ về sản phẩm của mình rồi, thì có nghĩa là khi mình đi ra những cái sự kiện về thương mại, giống như là những cái chương trình kích cầu của bên Sở Công Thương, thì mình cũng sẽ tự tin hơn, và mình giới thiệu về cái đứa con tinh thần của mình là sản phẩm của tôi, là sản phẩm đứa con tinh thần, nó tên là nhan sạch thảo mộc Vân Hương chẳng hạn, và nó không bị trùng lập với một cái sản phẩm nào khác, và đó là cái công thức riêng độc quyền của tôi. Thì đó, mình cũng từ đó thì mình nghĩ là cái việc mà mình tìm kiếm khách hàng, những nhà phân phối hay là những cái đối tác từ nước ngoài nó cũng sẽ dễ hơn. Vâng ạ. Xin được chúc cho trong tương lai thời gian gần nhất thì cái cơ sở cũng như là công ty của chị sẽ được cái chứng nhận sở hữu trí tuệ, bởi vì thủ tục thì mình cũng đã đăng ký rồi. Vâng. Xin chúc mừng chị ạ. Cảm ơn. Và cảm ơn những chia sẻ của chị, và tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự sau đây. Từ việc tìm tòi học hỏi và niềm đam mê làm sản phẩm nhan thảo mộc, chị Lê Thị Cẩm Vân đã vượt qua những rào cản, khó khăn, thử thách để khởi nghiệp với nghề đặc biệt này. Năm 2021-2022, với nguồn vốn nho nhỏ, chị Vân thuê mặt bằng làm xưởng sản xuất quy mô nhỏ dòng nhan thảo mộc từ 100% thảo mộc như lá khuynh diệp, sả, vỏ bưởi, lá chanh, ngũ trảo, vỏ quế, ngải cứu. Sử dụng keo kết dính từ vỏ cây, hoàn toàn không pha trộn màu hay hương liệu, cũng không sử dụng chất dẫn cháy kalinitrat, chất công tàn acid phosphoric, chất làm trắng, tạo ra dòng sản phẩm nhan thảo mộc an toàn cho sức khỏe, có mùi hương tự nhiên của các loại thảo mộc. Nhờ tính an toàn và chất lượng, dòng sản phẩm này ngày càng được khách hàng trong ngoài tỉnh biết đến. Chị Vân mở rộng quy mô hình thành công ty trách nhiệm hữu hạn Vifarm, phát triển đến nay cung cấp đa dạng sản phẩm nhan thảo mộc phục vụ tâm linh, spa thư giãn. Cái tài sản trí tuệ này là gì? Là nó tạo lập ra một cái cơ sở cho chính cái chủ thể quyền và những người có cái hoạt động sáng tạo, họ có thể thông qua một cơ chế, thông qua một cái quyền đặc biệt để bảo vệ
cái tài sản. Thông qua cái việc bảo vệ đó thì lại có thể là khai thác phát triển thương mại hóa, tức là kiếm tiền từ cái loại tài sản đó, từ cái quyền đó, và từ cái dòng tiền mà kiếm được nó lại quay trở lại đầu tư cho cái hoạt động sáng tạo, tạo ra một tài sản trí tuệ mới. Vâng thưa chị, qua quá trình tham gia sở hữu trí tuệ thì theo chị cái chủ thể khi mà tham gia sẽ được những cái quyền lợi cốt yếu gì ạ thưa chị? Như chị nói từ hồi nãy giờ, cái việc mà mình tham gia sở hữu trí tuệ thì mình được cái quyền lợi là được nhà nước công nhận, được các cơ quan ban ngành công nhận sản phẩm đó là sản phẩm của riêng mình. Nó thuộc về bản quyền của mình và không có một cái đơn vị hay là một cái cơ sở nào có thể giả mạo cái thương hiệu của mình để cạnh tranh với mình. Có thể là ví dụ như họ muốn làm ra một cái sản phẩm của họ đi chẳng hạn, thì họ có thể lấy cái tên của họ, nhưng đặc biệt về cái sản phẩm nhan sạc thảo mộc Vân Hương thì mình sẽ được bảo hộ về cái tên thương hiệu đó và nó sẽ không bị trùng lập với một cái sản phẩm nhan sạc thảo mộc Vân Hương nào thứ hai trên thị trường. Vâng ạ. Vậy thì để được công nhận sở hữu trí tuệ thì cái công ty, những cái cơ sở phải đáp ứng những cái yêu cầu tiêu chí nào thưa chị? Thật sự thì cái sở hữu trí tuệ này nó cũng theo như mình nghĩ nó cũng không có gì là quá khó. Thứ nhất là sản phẩm của mình nó phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, về mình phải chứng minh được là thành phần của mình nó gồm những cái gì. Cái thứ hai là phải có logo, có tên công ty, rồi mình có những cái ví dụ như kiểm nghiệm về sản phẩm chẳng hạn, thì đó mình sẽ có những cái kênh, ví dụ như mình nói là sản phẩm nhan của mình thì nó sẽ gồm những cái công thức gì, mình đưa cho người ta, mình ghi vào hồ sơ thì sau đó mình sẽ nộp lên theo cái đường bưu điện. Thì giống như mình nói là thời gian đầu khởi nghiệp của mình nó cũng rất là nhiều khó khăn, cho nên là mình sẽ tiết kiệm được những cái chi phí, thì những cái phần mà làm như vậy thì mình tự làm chứ mình không thông qua dịch vụ. Cho nên là mình nghĩ nó cũng không phải là gì, có gì vấn đề gì mà khó khăn đâu. Những người mà có những cái sản phẩm khởi nghiệp thì mình nghĩ là nên tham gia cái chương trình này, bởi vì cái chi phí hay là cái thủ tục nó cũng không quá là khó, hay là chi phí cũng không quá cao. Giống như mình bỏ ra một cái chi phí cũng tầm khoảng 1 triệu thôi thì mình đã làm được cái hồ sơ rồi, thay vì mình thông qua những cái dịch vụ bên ngoài thì đôi khi nó sẽ đội cái chi phí lên. Đó, mình chỉ cần chứng minh cho người ta thấy là mình có tên công ty nè, rồi mình có logo riêng của mình, là logo của mình là nó sẽ không bị trùng lập với ai, và mình giải thích là tại sao mình chọn cái logo đó. Rồi mình sẽ có là cái công thức riêng về sản phẩm của mình, mình đưa ra là trong cái thành phần đó là gồm những cái gì, đó mình sẽ nộp hồ sơ theo cái sản phẩm của từng loại, thì mình sẽ làm rồi mình nộp lên thôi. Thì cái thủ tục và hồ sơ thì mình nghĩ nó cũng đơn giản. Vâng ạ. Nói một chút về cái sản phẩm nhan thảo mộc của mình thì có nhiều loại hay không, và cái thị trường tiêu thụ hiện tại như thế nào ạ thưa chị? Hiện tại thì đối với cái dòng nhan que là bên mình đang có 3 loại. Một loại là làm từ vỏ bưởi và vỏ quế, còn một loại là làm từ lá khuynh diệp, và thêm một loại nữa là làm từ 7-8 loại thảo mộc, và mình gọi nó là dòng An Lạc Hương. Thì những cái dòng hoàn toàn từ thảo mộc, cho nên là mình sẽ có những cái loại khách hàng giống như người nào mà người ta thích cái mùi nhẹ thì mình sẽ tư vấn cho họ là dùng vỏ quế và vỏ bưởi thì cái mùi nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Còn cái người nào mà họ thích là dòng đậm mùi chẳng hạn thì nó sẽ dùng dòng khuynh diệp hay là dùng loại thảo mộc tổng hợp. Và bên cạnh đó thì mình có thêm dòng nhang nụ để mình xông nhà, giống như là cái nụ để mình đốt lên, mình xông vào lúc sáng sớm chẳng hạn, hoặc là có thể là mình dùng để đuổi muỗi. Bởi vì cái này làm từ 100% thảo mộc, thì trong những cái loại thảo mộc này, bên cạnh là nó có cái tính ấm, thì nó cũng sẽ có những cái thành phần để xua đuổi côn trùng, xua đuổi muỗi. Cho nên là mình nghĩ là cái sản phẩm của mình thì nó cũng thân thiện với môi trường và nó cũng an toàn, lành tính cho người sử dụng. Vâng ạ. Trong câu chuyện khởi nghiệp, hành trình của mỗi người thì chắc hẳn là sẽ gặp những khó khăn nhất định đúng không ạ? Vậy thì với chị là một phụ nữ khi mà khởi nghiệp thì nó có khó khăn nhiều hơn so với nam giới hay không? Và cái quá trình sở hữu trí tuệ đó thì mình khi mà mình là nữ thì có gặp nhiều cái khó khăn hạn chế hay không ạ thưa chị? Đối với mình á, mình nghĩ thì trên cái con đường khởi nghiệp thì tất nhiên không riêng vì sản phẩm của mình, mà tất cả những sản phẩm khác thì mình nghĩ thời gian đầu nó cũng sẽ rất là khó khăn trong vấn đề mà tiếp xúc với khách hàng, làm sao để khách hàng biết tới sản phẩm của mình. Cái thứ hai nữa, người ta biết nhưng mà làm sao để cho người ta tin tưởng sản phẩm của mình và người ta mua về để người ta sử dụng. Sau khi mua về thì sản phẩm của mình có làm cho họ hài lòng hay không để họ tiếp tục tái lại sử dụng. Cái đó là cái vấn đề mà mình nghĩ bất kỳ cái sản phẩm nào nó cũng sẽ khó khăn trong cái thời gian đó. Và mình nghĩ cái đó, vấn đề mà ở đây á, đối với nam hay nữ, thì đối với người phụ nữ thì mình nghĩ
vấn đề về gia đình, họ phải có một cái trách nhiệm với con cái, với gia đình. Và cái bên cạnh nữa, khi mà khởi nghiệp thì tất nhiên là họ phải lo cho cái sản phẩm đứa con tinh thần của mình, thì nó sẽ có hai cái công việc, vừa gia đình và vừa cái công việc bên ngoài. Cho nên là mình nghĩ nó cũng sẽ hơi khó khăn so với nam giới. Tại vì đối với ví dụ những người nam giới đi chẳng hạn, thì đằng sau họ, khi họ khởi nghiệp thì đằng sau đó vẫn còn có gia đình, có vợ, hay là sẽ có những người để mà họ có là một cái hậu phương. Thì còn phụ nữ thì giống như mình đi chẳng hạn, mình cũng là một người phụ nữ đơn thân khởi nghiệp, mình phải nuôi con nhỏ, vừa tự nuôi con và vừa tự phải giống như là thời gian đầu khởi nghiệp là mình phải làm sao để cho cái đứa con tinh thần của mình nó nuôi sống bản thân mình nè, nuôi sống với người nhân viên của mình nè, rồi làm sao để mà mình duy trì cái hoạt động đó liên tục, và làm sao để cải tiến cái sản phẩm. Giống như mình nói thời gian đầu á, thật sự mà nói sản phẩm không phải đưa ra thị trường là nó được đáp ứng liền. Đôi khi á, mình làm cái số lượng ít nó sẽ khác, nhưng mà đôi khi mình có những cái số lượng đơn đặt hàng lớn đi chẳng hạn, và những cái đơn đặt hàng lớn đó mình làm cũng là công thức đó, cũng là cách làm đó, nhưng mà đôi khi sản phẩm nó không đáp ứng được cái yêu cầu của khách hàng. Và trong cái vấn đề sản xuất đó, không thể nào mà mình tránh khỏi những cái vấn đề sai sót, và mình sẽ bị những đôi lần khách hàng người ta phản ánh và người ta sẽ nói là tại sao sản phẩm khi tôi mua lần đầu thì nó tốt mà lần thứ hai là nó bị tắt chẳng hạn. Ví dụ như sản phẩm của chị thời gian đầu đi, khi mà mới sản xuất ra số lượng ít thì nó sẽ không bị tắt, nhưng mà tới chừng khi mà sản xuất số lượng đại trà, không hiểu nguyên nhân tại sao, là cũng là công thức đó, cũng là thành phần đó, nhưng mà khách hàng đốt lên thì lại bị tắt giữa chừng. Có nghĩa là một cây nhang người ta kiên kỵ nhất, cái vấn đề ở đây là khi đốt lên là bị tắt, thì đó vấn đề nó cũng bắt đầu từ đó. Cho nên là mình cũng phải nghiên cứu lại sản phẩm, không phải là lúc nào công việc nó cũng trơn tru như vậy. Thì mình nghĩ cái vấn đề khó khăn ở đây của người phụ nữ là họ phải cân bằng làm sao để cho con mình vừa dạy dỗ con cái, rồi cái công việc của mình nó cũng phải đáp ứng tốt. Còn về sở hữu trí tuệ thì mình nghĩ nó không có sự phân biệt nam hay nữ khởi nghiệp đâu, bởi vì nó cũng chỉ là một cái hồ sơ thôi. Về hồ sơ thì mình chỉ điền tất cả các cái thông tin trong cái hồ sơ đó và mình nộp lên, thì cũng không có gì khó khăn về nam hay nữ hết. Thì mình nghĩ bất kỳ cái sản phẩm nào khi mà mình làm ra rồi thì mọi người cũng có thể tranh thủ để mà mình làm ra cái sở hữu trí tuệ để cái bảo hộ cho cái thương hiệu của mình. Đúng ạ. Với cái tâm dành cho sản phẩm của mình cũng như là dành cho cái Vifarm và nguyên liệu 100% từ thiên nhiên, thì hy vọng rằng Yến Nhung tin rằng là trong tương lai sản phẩm của mình sẽ được nhiều khách hàng tin dùng và yêu thích hơn nữa. Xin được chúc mừng cũng như là cảm ơn chị đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Vừa rồi là chúng ta đã được lắng nghe những chia sẻ của chị Lê Thị Cẩm Vân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Vifarm, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Một lần nữa thì xin được cảm ơn chị và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại vào những chương trình lần sau. Xin kính chào tạm biệt.